Chúng ta đã giới thiệu, đã làm quen với lại ba cái dạng tài liệu có thể xuất hiện ở trong Visual Layer, đó là điểm ảnh, text và vừa rồi là Shape Layer. Và chúng ta làm quen nốt cái dạng tài liệu cuối cùng mà có thể xuất hiện ở trong cái Visual Layer, đó là dạng được gọi là Smart Object. Thế thì Smart Object nó là cái gì? Nó ưu khuyết ra làm sao so với lại các cái dạng tài liệu khác, và chúng ta có thể tạo ra nó như thế nào, hoặc là nó có thể hoán đổi với những cái dạng tài liệu khác như thế nào. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu như sau. Trước hết là tôi chọn lấy một cái dạng đối tượng như thế này. Ví dụ như là tôi lấy cái hình con vịt này chẳng hạn. Sau khi mà tôi lấy vùng chọn ở bên ngoài, Ctrl Shift Y đảo ngược lại thì chúng ta sẽ có được cái phần ở bên trong, trừ bớt đi một số thứ nữa. Ví dụ như là Quick Selection, nhấn An, chúng ta dẹp bớt một số các cái phần bóng như thế này chẳng hạn. Tôi sẽ lấy được cái con vịt. Ví dụ này đi. Sau khi lấy con vịt theo vùng chọn thì chúng ta nhấn Ctrl G, chúng ta nhân bảng nó lên hoặc để xem là path có không. Nếu có path thì chúng ta tải từ path ra. Đây, Ctrl G. Ctrl G thì chúng ta sẽ có một layer như này. Bây giờ tạm thời tôi bỏ cái thằng này đi. Vậy tôi sẽ có một cái vùng ảnh chứa con vịt. Đó. Bây giờ tôi sẽ có một cách để mà tạo ra một Smart Object từ một cái vùng ảnh. Bây giờ lại Ctrl G lần nữa. Vậy tôi có hai cái layer giống hệt nhau, nằm chồng đè lên nhau, và cả hai đều đang là vùng ảnh. Bây giờ chúng ta chuột phải vào trong chỗ tên layer này, đó, và chúng ta chọn lệnh là Convert to Smart Object để biến đổi nó từ dạng điểm ảnh sang thành Smart Object. Các bạn để ý cái biểu tượng nằm ở góc này đại diện cho đây là một dạng Smart Object. Vậy thì cái Smart Object với lại cái điểm ảnh bây giờ có diện tích giống nhau, màu sắc giống nhau, hình hài giống nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem là Smart Object và cái điểm ảnh này thì nó có cái điểm gì ưu việt hay là hơn kém nhau nhé. Bây giờ tôi nhấn chọn cả hai layer, cả layer điểm ảnh ở bên dưới và cái layer Smart Object ở phía trên. Sau đó thì chúng ta nhấn Ctrl T để hiện lên cái Bounding Box và cùng co duỗi hai cái đối tượng này. Đến mức độ bé không thể bé hơn được nữa. Ok, Enter. Vậy là chúng ta thấy là hai cái hình này trông nó cũng không có khác gì nhau. Không, đây, phải nhắc ra một tí, mỗi cái nhắc ra một tí. Trông về cơ bản trông cũng giống nhau, chỉ có 4 pixel màu thế này thôi. Bây giờ tôi lại chọn cả hai. Lại Ctrl T. Lúc này thì chúng ta làm một cái thao tác ngược lại. Shift Alt kéo góc. Phóng lớn lại cái hình này lên. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau so sánh cái sự khác biệt giữa cái dạng đối tượng Smart Object và cái layer ảnh vừa rồi. Rõ ràng đây là một khái niệm vô cùng khác, nhận thức vô cùng khác. Đó. Khi mà điểm ảnh của chúng ta có duỗi, sự biến dạng, sự mất thông tin nó thể hiện cực kỳ rõ. Còn Smart Object thì có vẻ như không có gì tác động đến nó cả. Vẫn sắc nét, vẫn đầy đủ tất cả chi tiết. Mà kể cả thậm chí ví dụ như là tôi có thể phóng nó lớn lên gấp 4 lần so với thằng cũ đi. Nó có bị suy giảm chất lượng không? Không. Thế thì ở đây là có cái vấn đề gì tạo nên sự khác biệt giữa layer điểm ảnh và Smart Object? Thì bản chất của một Smart Object là một cái dạng layer đặc biệt.
được bảo vệ các cái thông tin. Và thông tin ở đây là cái gì? Thông tin đó là cái gốc của nó vốn là cao bao nhiêu điểm ảnh, rộng bao nhiêu điểm ảnh. Mỗi điểm ảnh đó thì có giá trị màu là như thế nào. Những thông tin đó thì đối với Smart Object thì nó được lưu trữ ở ngay trong cái đối tượng Smart Object đó. Thông tin gốc có những gì thì nó được lưu giữ đầy đủ. Và khi mà chúng ta có các thao tác thay đổi đối tượng Smart Object thì nó luôn luôn đối chiếu theo các cái tham số gốc đó để nó hiệu chỉnh. Trong khi điểm ảnh thì nó có một cái điểm rất là dở là mỗi khi mà chúng ta co duỗi cái layer thì nó hoặc là mất bớt đi điểm ảnh nếu như chúng ta co lại, hoặc là nó giãn ra, tức là tăng thêm điểm ảnh. Tăng thì còn đỡ, tăng thì nó sẽ đối chiếu theo cái tham số hiện có và nó nhân bản tạo ra số lượng pixel lớn hơn, đồng thời nó chia sẻ cái tham số màu vốn có của những pixel gốc đó cho các pixel mới phát sinh. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta co lại thì lúc đấy thông tin bị mất. Vì sao? Diện tích nhỏ đi thì số lượng pixel ít đi, nó sẽ phải loại trừ bớt một số pixel nào đó đi. Và cùng với các pixel bị loại bỏ đó thì những thông tin về màu ở các pixel bị bỏ đó nó bị mất. Nó không có một tham số nào để ghi lại là đã bỏ đi màu gì, và khi cần khôi phục lại thì lấy thông số cũ đấy ở đâu. Đấy là lý do mà khi tôi thu đến tận cùng còn vài pixel của một cái layer điểm ảnh thì đến lúc căng ra, về mặt diện tích thì không có vấn đề gì cả, chúng ta rất dễ dàng căng lớn ra và các pixel lập tức được phát sinh ngay. Nhưng các pixel đó thì không kiếm tìm đâu ra được cái thông tin đối chiếu để mà khôi phục lại về màu, để dựng lại cái hình con vịt này. Do đó thì các bạn nhìn thấy nó rất là tệ, nó chỉ còn một cái đống mờ mờ ảo ảo như này, nó không thể nào khôi phục lại được hình dáng. Trong khi đối tượng Smart Object do các thông tin tham chiếu nó vẫn chứa ở trong cái dạng đối tượng đó, cho nên nó có phóng to đến mấy thì nó cứ lục lại các thông số cũ, nó đối chiếu, nó chia sẻ thông tin cho các pixel phát sinh. Và do đó thì các bạn thấy là cái đối tượng con vịt dạng Smart Object của chúng ta dù co lại trông nó cũng xấu xí và thiếu thông tin, chẳng khác gì cái layer điểm ảnh, nhưng khi chúng ta cần khôi phục một cái là lập tức nó lại nét đành, nó lại đầy đủ tất cả thông tin. Thế đấy là cái điểm cực kỳ khác giữa Smart Object và layer điểm ảnh. Nếu mà nói một cách nào đó thì các bạn cũng có thể ví nó giống như là chúng ta đang sử dụng một cái chương trình đóng băng máy tính ý. Nhưng mà lần này là đóng băng cho một cái layer đó. Tất cả thông tin đều có trong đó, và lúc nào cần tham chiếu thì nó lại dựa trên tham số đó để nó dựng lại, giống như là một cái máy tính được đóng băng đó. Ông muốn cài bao nhiêu phần mềm thì cứ cài, ông muốn rước virus về thì ông cứ rước đó. Tắt máy đi một cái, hôm sau phiên khởi động lại nó lại chỉ chiếu theo tham số đã được ghi chép cũ, và nó phục dựng lại cái trạng thái gốc ban đầu của cái máy tính. Thì thằng này nó cũng hoạt động theo nguyên tắc tương tự như vậy. Đấy là lý do mà nó luôn luôn bảo toàn được chất lượng. Bất kể là các bạn co kéo như thế nào, thu phóng như thế nào. Thế đây là một cái dạng đối tượng có thể coi như là mới nhất ở trong các dạng đối tượng mà chúng ta nhìn thấy trong layer. Mãi tới tận phiên bản, nếu tôi nhớ không nhầm thì mãi tới tận phiên bản CS2 thì mới bắt đầu phát sinh ra cái dạng đối tượng này. Trong khi những cái dạng đối tượng khác như là điểm ảnh, rồi sharp layer, rồi text thì đã xuất hiện từ trước đó rất lâu và đã có rồi. Và cái dạng đối tượng, dạng sharp layer thì như thế có thể coi là dạng đối tượng có tuổi đời trẻ nhất ở trong Photoshop. Đấy, tính ưu việt thì chúng ta thấy rồi, cực kỳ rõ ràng, không cần phải bàn nó. Thế nhưng mà điểm không được của nó là gì, hay là điểm nào đó mà nó không thể so sánh được với lại điểm ảnh? Đấy chính là do cái tính chất bảo toàn, cho nên thao tác với thằng này thì lại khó. Bởi vì bản chất gốc của nó là gì? Giữ hết tất cả thông tin gốc. Đấy. Để luôn luôn duy trì cái tình trạng hoàn hảo cho cái layer đó.
Do đó thì cái việc can thiệp vào để thay đổi nó là một cái thứ hơi khó khăn. Đối với vùng điểm ảnh, chúng ta có thể lấy bút, chúng ta có thể tô vẽ vào đấy, chúng ta có thể cắt xén đi, chúng ta có thể tẩy, chúng ta có thể làm đủ mọi thứ cho đối với một cái layer điểm ảnh. Nhưng mà đối với Smart Object thì chúng ta lại gần như không can thiệp được vào nó theo những cách thông thường. Ví dụ tôi muốn tạo ra một vùng chọn, ok, vùng chọn thì cứ tạo, đúng không? Nhưng mà tôi tuyên bố là tôi không làm việc với vùng chọn. Các bạn có thể tạo ra vùng chọn, đúng không? Tôi có thể chọn đúng cái layer này nhưng mà nhấn delete xóa, không thể làm được. Vì thằng này tuyên bố là tôi đóng băng tình trạng rồi, đó, không cho can thiệp. Đấy, luôn luôn hoàn hảo. Nhưng mà hoàn hảo đấy đồng nghĩa với cái việc mọi thứ đóng băng. Bây giờ thử tô nhé. Lấy bút tô vào, nhưng chưa tô thì đã thấy biển cấm rồi. Đó, lấy tẩy đưa vào, chưa tẩy đã thấy biển cấm rồi. Có nghĩa là ông này là một cái dạng gọi là khóa cứng trưng bày trong tủ kính. Đấy. Và nếu mà một góc độ nào đấy thì chúng ta có thể lấy cái hình ảnh là hai ông giống như là hai cái bức tranh, nhưng một bức tranh thì chỉ có nhét vào khung và không có cái gì che chắn cả. Cho nên là muốn vẽ thêm, muốn bôi xóa gì thì cứ việc là lấy bút mà chọc vào mà bôi xóa. Còn cái ông dạng Smart Object thì là cũng là một bức tranh có thể nhìn thấy, nhưng mà nó được đặt ở trong khung, và khung ở đây có mặt kính, cho nên là chúng ta không thể vẽ vào nó được. Thế thì bảo toàn chất lượng, bảo toàn thông tin, ok, chuyện đó thì chúng ta xác nhận rồi. Nhưng nếu bây giờ tôi muốn xử lý nó, có xử lý được không? Tất nhiên có hai cách. Một là chúng ta lại trả ngược nó từ cái dạng Smart Object về thành điểm ảnh. Thao tác này thì rất dễ, các bạn chỉ việc là chuột phải vào đây và các bạn chọn lệnh Rasterize Layer thì nó sẽ convert từ cái dạng Smart Object trả về layer điểm ảnh là xong. Lúc đó thì các bạn muốn làm rời làm bể gì giống như điểm ảnh thì các bạn cứ làm, không ai cấm cả. Thế còn trong trường hợp mà vẫn muốn là nó là Smart Object nhưng đồng thời lại muốn là gì đấy, chỉnh sửa được nó, thì chúng ta phải biết một cái phương pháp để xử lý. Thế thì để xử lý thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Cứ lấy cái hình ảnh mà chúng ta vừa mô tả, a tranh hả, nhét vào trong khung mà không vẽ vào được hả, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lôi nó ra khỏi cái khung đó để chúng ta vẽ vào. Thế và thao tác để lôi ra thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chuột phải vào cái layer dạng Smart Object, sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh là Edit Content. Khi các bạn chọn lệnh này thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải xác nhận, bảo mày có nhầm không, có chắc chắn không, là ta đang cố sống cố chết là bảo vệ nó, bây giờ mày lại lôi ra khỏi khung tranh, có chắc chắn về thao tác này không? Ờ, chắc chắn thì cho lôi ra. Đây, Edit Content. Lúc này thì nó sẽ tạo ra một cái tài liệu mới, và tài liệu mới này đúng là chứa những cái nội dung mà được rút ra khỏi cái khung tranh đó. Bây giờ tôi và các bạn cùng lấy bút, cùng tô thử vào đây một tí để xem. Ví dụ bây giờ tôi tô màu khác vào đây, đúng không? Ok. À, chuyển đổi chế độ, ví dụ như là color đi. Đó. Ok, còn vịt bây giờ sau khi mà make up không phải là xóa đỏ nữa mà bây giờ thành xóa tím rồi. Ok, xong. Bây giờ tôi đóng cửa sổ này lại. Nó sẽ hỏi lại thêm một lần nữa. Mày vừa mới lôi cái tranh ra, mày bôi vẽ vào, bây giờ có chắc chắn là muốn thay đổi như thế này không? Nếu mà chắc thì nó sẽ lưu cho mình và nó sẽ lại nhét trả cái tranh vào trong. Còn nếu không thì nó lại xóa hết tất cả và nó lại giữ nguyên trạng. Bây giờ yes đi. Ok. Và cái cửa sổ tạm thời vừa rồi đóng lại.
và lập tức nó sẽ cập nhật luôn cái trạng thái mà chúng ta vừa bôi vẽ vào trong cái đối tượng Smart Object này. Sau khi cập nhật xong, lại nhét vào khung tranh, lại bảo vệ với trạng thái mới. Thế thì có nghĩa là chúng ta vẫn có quyền là can thiệp vào, nhưng can thiệp ở đây hết sức là có chủ ý, hết sức là chủ động. Đấy. Và xác nhận đi xác nhận lại, chắc chắn là muốn can thiệp và muốn lưu giữ những thay đổi này. Tức là những cái sự thay đổi này là phải có sự đồng ý sau rất nhiều lần xác nhận thì mới có thể là thay đổi được. Hơi lùng cùng một tí, nhưng đảm bảo vấn đề gì? Không có cái gì bị sửa đổi ngoài ý muốn. Đấy. Tất cả mọi thứ đều là một sự phê duyệt, đều là một sự xác nhận qua nhiều cấp, nhiều lần để đảm bảo rằng đấy là một cái chủ định đàng hoàng. Thế và đến đây thì chúng ta lại thấy rằng sau khi đưa lại nó vào trong cái vỏ bảo vệ của nó thì ok, đưa chuột vào đây lại không tô vẽ được. Tức là để tô thì luôn luôn để chỉnh, luôn luôn phải xác nhận rất nhiều lần, rất là cụ thể thì nó mới cho can thiệp vào. Hơi mất thì giờ một tí trong thao tác, nhưng sẽ không có cái gì mà làm ngoài ý muốn khi mà chúng ta thao tác với lại cái dạng đối tượng Smart Object này. Đấy là cái đặc điểm của nó. Ngoài ra thì còn có vài cái nữa nó sẽ giúp chúng ta làm cũng tương đối hay như sau. Ví dụ như là tôi muốn xuất một cái tài liệu ở cái dạng Smart Object này sang thành một cái tài liệu độc lập ở bên ngoài. Bình thường ra nếu như ví dụ tôi có một cái tài liệu mà có nhiều layer như thế này chẳng hạn, muốn xuất riêng để lấy cái thằng này ra thì thường chúng ta làm cũng tương đối lằng nhằng. Ví dụ như là chúng ta Ctrl A, chúng ta copy hết cái thằng này, sau đó chúng ta lại tạo tài liệu mới, chúng ta dán vào, chúng ta xếp riêng nó ra thành một tài liệu khác, đúng không? Hoặc chúng ta lại phải là save as nó ra, hoặc là duplicate nó ra, sau đó thì xóa những cái layer không cần thiết rồi lúc ấy mới xếp lại thành tài liệu mới. Tức là nó trải qua tương đối nhiều thứ lòng vòng luẩn quẩn thì mới có thể tạo ra được một cái tài liệu mới chứa riêng cái layer mà chúng ta cần thôi. Tuy nhiên là đối với dạng Smart Object thì nó cho phép chúng ta xuất luôn tài liệu này ra tương đối nhanh bằng cách là chuột phải vào đây, và lúc này chúng ta có thể chọn cái lệnh là Export Button. Bằng lệnh này thì nó sẽ xuất riêng, chọn riêng cái đối tượng nằm trên cái layer Smart Object đó ra thành một tài liệu ở bên ngoài chúng ta. Ví dụ như là tôi đặt tên là xuất, đúng không? Và nó sẽ có một cái dạng dạng thức tài liệu hơi đặc biệt một tí, nó gọi là dạng PSB chứ không phải PSD như là dạng Photoshop thông thường. Và sau khi mà chúng ta xuất rồi thì chúng ta sẽ thấy đây, có thể mở một cách dễ dàng. Đâu nhỉ, vừa nãy mình xuất ra đâu nhỉ, kiểm tra lại một lần nhé. Export content ở trong cộng share. Ok, bây giờ tôi mở lại này, open này, đây PSB, đây xuất, đúng không? Open, mở ra rất nhanh. Và nó là một tài liệu độc lập, chỉ chứa đúng cái nội dung mà chúng ta đã xuất thôi. Thế đây là cái thao tác mà tương đối nhanh, tương đối dễ. Bây giờ chúng ta lại undo lại vài bước như thế này chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy là nếu thích tôi lại có thể xuất cái thằng này ra nữa. Ví dụ Export Content. Đây là vịt màu đỏ, đúng không? Ok, bây giờ lại Ctrl Shift Z, lại quay trở lại dạng thức như thế này. Thế các bạn thấy là nó lại có thêm một cái tính năng như thế này nữa. Nếu như chúng ta coi như đây là một cái dạng gọi là khung chứa và ảnh chứa bên trong, thì nó lại cung cấp cho chúng ta một khả năng là nếu không thích tranh này thì chúng ta thay tranh khác. Nhưng mà cái tranh sau khi mà nhét vào trong khung thì luôn luôn sẽ được bảo vệ một cách chặt chẽ. Ví dụ bây giờ tôi lại muốn là thay cái nội dung mà thằng vịt màu tím này, tôi không thích màu tím nữa, tôi muốn khôi phục lại cái trạng thái gốc ban đầu chẳng hạn, thì tôi có thể là lấy một cái thằng màu đỏ khác. Ví dụ đây, chúng ta chọn lệnh gì đây ạ? Replace content, tức là thay thế một cái nội dung khác. Tôi lại trỏ vào cái thằng màu đỏ. Ví dụ này, lập tức chúng ta lại thấy rằng là nó thay thế cái trạng thái màu tím vừa rồi bằng một cái trạng thái khác, tức lấy từ ngoài nhét vào. Thế đây là những cái điểm mà nó rất là hay,
của cái đối tượng dạng smart object. Đấy, điểm mà tôi đánh giá cao nhất của nó đấy chính là cái sự bảo toàn chất lượng. Đấy, và không bao giờ chúng ta lo sợ rằng là nó có một cái thao tác nào nó nằm ngoài ý muốn, do sơ ý, do nhầm lẫn thì sẽ không hề có xảy ra. Vì để mà làm được cái chuyện này, thông thường chúng ta phải gọi các menu ngữ cảnh, chúng ta phải xác nhận đi xác nhận lại những cái yêu cầu của chúng ta. Do đó thì mọi thứ mà xuất hiện ở trong cái dạng thức Smart Object này luôn luôn là một cái sự chủ động và sẽ không có đất cho sự nhầm lẫn ở trong này. Một điểm đặc biệt nữa, nếu như sau này chúng ta làm việc thêm với lại filter thì chúng ta cũng sẽ thấy thêm luôn như thế này. Đây tôi lấy ví dụ, tôi nhân bản thằng này lên nhé, Ctrl G nhân bản lên. Và tất nhiên Ctrl G thì hai thằng đều là Smart Object. Bây giờ tôi rasterize để biến đổi nó thành layer. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là có một layer là điểm ảnh và có một layer là gì đây ạ? Smart Object. Nếu như sau này chúng ta làm việc với một bộ lọc chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy cái điều gì xảy ra. Đối với filter, khi tôi làm việc với lại một cái layer điểm ảnh thì nó sẽ làm việc trực tiếp vào trong cái đối tượng. Tôi lấy ví dụ như là tôi tạo một cái radiant blue chẳng hạn. Ok, sau khi mà tôi làm thì cái điểm ảnh bị can thiệp, bị các cái thuật toán can thiệp và nó sẽ tạo ra những cái sự biến đổi rất là dữ khi mà chúng ta quan sát cái hình ảnh này. Tất nhiên đây chính là nhiệm vụ của bộ lọc, nhưng mà khi mà chúng ta làm việc với bộ lọc và làm việc trực tiếp với các điểm ảnh thì nó có một cái điểm rất dở là gì? Hồi tố là khó, trừ phi tài liệu chúng ta vẫn đang mở. Đấy, còn đóng rồi thì thua, không thể hồi tố được nữa. Thứ hai là chúng ta cũng không thể biết được là các đã làm rồi thì không thể biết được tham số của nó là bao nhiêu. Một người khác xem cái file của chúng ta chỉ có thể đoán mò mò là cái file này cái ông ấy hay là cái bà ấy, cái chị đấy, cô đấy là làm bằng cái bộ lọc gì. Đấy cũng chỉ là một sự đoán mò dựa theo kinh nghiệm, chứ còn không thể học hỏi và cũng không thể phân tích, không thể nào biết một cách chính xác được. Kể cả chính chúng ta, nếu mà chúng ta làm phức tạp vài bộ lọc chồng chéo vào nhau, khi mà chúng ta làm xong rồi yêu cầu chúng ta làm lại, chắc chúng ta cũng không làm chính xác được, nếu trong quá trình làm mà chúng ta không ghi chép lại từng bước và các tham số. Thế nhưng đối với Smart Object thì nó lại làm việc theo một cung cách hoàn toàn khác và nó rất là tiện ở chỗ như sau. Các bạn sẽ thấy bây giờ tôi chọn cái layer dạng Smart Object, bây giờ tôi lại vào filter, tôi cũng áp dụng một cái bộ lọc cũng tham số giống hệt như là thằng điểm ảnh như vừa rồi. Đây, kết quả nó cũng tựa tựa nhau. Thế nhưng bây giờ nếu như mà tôi không thích, thứ nhất là tôi có thể gỡ bỏ nó, tại vì về mặt bản chất thì các bạn biết rồi, Smart Object là một sự bảo vệ rất là chặt chẽ, không cho can thiệp vào. Và đã bảo vệ thì có nghĩa là nó không cho các thuật toán di chuyển can thiệp vào các cái điểm ảnh. Các bạn thấy cực kỳ rõ ràng là gì? Nó rất là hay ở cái đoạn là khi mà nó bảo vệ cái thông tin gốc thì tất cả những cái sự biến đổi đó thực ra nó là biến đổi trên một cái lăng kính mô tả thôi. Đấy, tôi đặt một cái sự mô tả đính kèm vào. Thế còn nếu mà không thích thì thôi bỏ đi, tại vì bản chất của tôi là gì đây, tôi đã bảo vệ kỹ cưỡi rồi, không cho thay đổi. Ở đây nó chẳng qua là một cái hình ảnh ánh xạ lên trên cái file gốc để cho biết rằng là nếu mà áp dụng thì trông nó như thế này. Và một điểm nữa là gì? Thứ nhất là bảo toàn, luôn luôn bảo toàn được file gốc, không bao giờ sợ là nó bị thay đổi. Thứ hai là gì? Tôi có thể là gia giảm. Ví dụ trông thế này, khách hàng bảo hơi quá rồi, giảm bớt đi cho anh cho chị một tí. Ok, thích giảm thì giảm thôi, đúng không? Tôi sẽ nhấp đúp vào cái tên của cái filter này, sau đó thì tôi gia giảm cái đấy ạ, tham số. Đó, sau đó thì ok, vậy thì nó sẽ giảm bớt đi.
đúng không? Thế nếu mà vẫn chưa được thì lại giảm nữa hoặc là tăng nữa. Đấy, vấn đề nó là sự thay đổi có thể lặp đi lặp lại cho tới khi nào mà chúng ta hài lòng. Và một cái cũng rất là quan trọng là khi mà chúng ta áp dụng cái filter lên trên một cái đối tượng dạng smart object như thế này, thì không những chúng ta có thể chỉnh được, mà khi chúng ta đưa cái file này cho một ai đó, người khác có thể đọc được ra tham số, người khác có thể chiếu theo những cái mà chúng ta làm để họ học hỏi, họ phân tích, họ theo được. Chứ còn chúng ta đưa cho họ một cái layer điểm ảnh thì trông thì biết vậy thôi, chứ còn đoạn đấy thì mù, không thể nào mà mò ra được là cái ông đã làm trước, ông làm như thế nào. Trừ phi là làm một bộ lọc thôi thì không nói, một bộ lọc thôi thì cứ mò dần rồi sẽ ra tham số là ông làm như thế nào. Nhưng mà áp dụng từ 2 bộ lọc, 3 bộ lọc chồng vào nhau thì thua. Nhưng mà ở cái dạng Smart Object thì hoàn toàn có thể phách ra từng cái bộ lọc một, là dùng tham số bao nhiêu, dùng cái gì trước, dùng cái gì sau, dùng cái gì ít, dùng cái gì nhiều, là hoàn toàn là có thể học hỏi theo và nghiên cứu theo được. Thì đấy là một cái điểm cực kỳ hay của cái dạng Smart Object. Và cái gì không thích thôi, ok, kéo thả vào thùng rác, xong tôi lại khôi phục về nguyên trạng. Thằng này thì đừng hỏng, một khi mà làm quá các bước có thể undo thì thua, không thể lui lại được nữa đó. Hoặc là nếu mà vẫn còn trong bước undo hay ABC gì đó thì chúng ta còn chưa đóng file lại thì may ra còn cứu được. Thế nhưng mà thằng này thì vô tư, kể cả lưu đúng không, thì nó vẫn là cái dạng đính kèm, cho nên không thích nữa, tôi bóc cái đính kèm nó vứt đi thì nó lại khôi phục về nguyên trạng. Thì đấy là cái điểm vô cùng đặc biệt và rất là mạnh mẽ của thằng Smart Object, chính là cái đoạn đó. Điểm ảnh không thể so sánh được với nó trong cái chuyện này. Đấy, và ví dụ như là chúng ta còn có thêm một vài cái dạng như thế này. Bây giờ các bạn để ý như sau. Chúng ta có hai dạng Smart Object, nó phụ thuộc vào cách mà chúng ta tạo ra. Đấy. Bây giờ một layer ảnh chúng ta chuột file và chúng ta chọn lệnh rasterize, đấy là một cách. Convert to Smart Object, đấy là một cách. Một dạng nữa là gì? Ví dụ bây giờ tôi bỏ thằng này đi nha, bỏ này đi. Bây giờ tôi lại chọn cách nữa. Còn một cách nữa để tạo ra một cái dạng Smart Object thì chúng ta vào file, trong lệnh file này, menu file này thì chúng ta có hai tùy chọn, một là place embed và hai là place link. Đấy. Thì place link như thế nào, place embed như thế nào, chúng ta cùng nhau xem luôn. Đây, đầu tiên tôi chọn place link, nhưng trước đó thì tôi muốn là mở một cái file này ra và tôi tạo ra hai cái trạng thái đó. Bây giờ ví dụ như là tôi mở cái file này, đâu rồi, file màu đỏ, đâu rồi, đây, màu đỏ, ok. Bây giờ tôi lưu lại save as, cái này tôi sẽ đặt tên là 1 nhé. Đây, đưa ra desktop, sau đấy dùng xong thì xóa luôn cho nó nhanh, hay là đặt tên là link đi, một cái là link nhé. Rồi, ok, một cái nữa tôi sẽ đặt tên là save as thành no link hay là embed. Ok, về mặt nội dung thì chắc chắn hai thằng này giống nhau, khác nhau cái tên thôi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta mới xem là khi mà chúng ta đưa cái tài liệu này vào thì nó khác như thế nào. Đây, tôi có thể tạo ra một cái tài liệu mới hoàn toàn đi, không dính dáng gì đến vịt cũ vịt mới nữa cho nó dễ. Đây, các bạn xem nhé, chúng ta bắt đầu nhập vào này, file place embed, tôi chọn lệnh embed đó, tôi chọn cái file embed, ok, xong. Đây là một tài liệu, ở bên trái là thằng embed. Bây giờ tôi lại làm thao tác thứ hai, file place link, và tôi tìm tới thằng tên là link. Thực ra thì hai thằng này là một, đúng không? Hai thằng này vốn là một, cho nên nó cực kỳ giống nhau, không có gì phải bàn cãi cả. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta xem là cái thằng links và thằng embed này, thứ nhất là ở trong cái cửa sổ này trông nó có gì khác nhau hay không. Đấy,
thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đều có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ ở góc này. Thế nhưng mà thằng MS thì trông nó giống như là thằng Smart Object vừa nãy, trong khi thằng Link thì nó lại có một cái biểu tượng là một cái xích. Đấy là cái sự khác nhau đầu tiên. Đấy, xích thì là đại diện cho cái sự link kết nối với một thằng nào đó. Bây giờ ngoài cái biểu tượng này thì chúng ta xem là nó khác biệt nhau cái gì nữa. Thì bây giờ tôi sẽ mở hai cái ảnh gốc đó ra. Tôi mở ảnh MS ra. Tôi lấy bút, tôi vẽ vào lại. 1, 2, ok. Đóng lại. Yes, chấp nhận thay đổi. Bây giờ tôi lại mở tiếp cái ảnh thứ hai ra. Bây giờ tôi lấy ảnh Linh. Vẫn lấy cái bút đó, đúng không? 1, 2, đóng lại. Có lưu không? Yes. Điểm khác biệt là gì ạ? Thằng Linh thì vẫn nhận tất cả những cái sự thay đổi của thằng chủ ở bên ngoài, thằng gốc ở bên ngoài. Nó nhúng vào nhưng mà thực ra là nó không nhét hẳn cái nội dung, nội hàm của con vịt đó vào, mà chẳng qua là nó đọc thông tin. Nó cũng giống như là chúng ta lấy cái thông tin từ đầu đĩa, sau rồi chúng ta chiếu nó lên trên màn hình thôi. Nhưng thực ra thông tin thật nó nằm ở trong đĩa đó. Và bây giờ khi mà tôi ghi đè lên cái đĩa đó thì nó chiếu lên, thì nó lại chiếu cái ghi đè. Thế còn cái thằng MS thì nó là tích hợp thẳng thông tin vào trong cái TV rồi. Tôi lấy ví dụ như là bình thường các bạn sẽ phải có một cái đĩa này, phải có một cái đầu karaoke này, các bạn nối vào trong màn hình thì các bạn mới có thể là hát hò, các bạn mới thấy bài hát, các bạn mới có thể hát được. Nhưng bây giờ có một vài TV nó lại tích hợp luôn những cái bài hát đó vào trong TV, cũng chẳng cần đầu nữa, đúng không? Và tôi có thể là bật cái chức năng karaoke lên, tôi có bài hát thì tôi hát luôn, thì nó rất khác nhau. Đấy, một thằng tích hợp thẳng vào trong, còn một thằng là gì đây, đọc thông tin từ chỗ khác để hiển thị ở trong này thôi. Và bất cứ lúc nào mà cái file gốc mà nó bị can thiệp, nó bị thay đổi, thì lập tức thằng bên trong này cũng sẽ nhận thay đổi theo ngay. Mặc dù nó vẫn là dạng Smart Object, nó vẫn bảo toàn chất lượng. Ví dụ đây, chúng ta thấy là khi mà tôi đưa cái bút vào đây, tôi tô vẽ thì nó vẫn không cho phép tô vẽ vào đây. Nó vẫn bảo toàn ở trong này, nhưng mà nó có một cái cửa hậu đằng sau là nếu mà cái thằng gốc ở bên ngoài kia sửa là thằng này bị dính cái sửa theo. Thì đấy là hai cái mà nó khác biệt một tí. Và nếu như mà chúng ta thích thì chúng ta có thể chuột phải vào đây, chúng ta sẽ lại có thêm một vài cái tùy chọn như thế này. Đấy, nếu như tôi chọn embed link thì lúc đấy nó sẽ nhúng hẳn vào và không, nó sẽ ngắt luôn cái sự liên kết của nó với lại file bên ngoài, thì lúc đấy không còn dính dáng gì nữa. Và nó sẽ trở thành một cái thằng Smart Object đúng nghĩa của nó, không còn dây dính với thằng nào cả. Đấy. Thế còn relink thì có nghĩa là nó cho phép mình nhận lại. Đó. Đây, ví dụ như thằng này bây giờ tôi lại không thích có cái vạch tím này nữa, thì tôi chọn chuột phải vào đây và tôi chọn relink to file. Lúc này tôi có thể chỉ cho nó cái thằng khác, ví dụ như thằng MS này. À không, MS là MS gốc nhỉ. Đấy, MS gốc thì nó cũng sẽ nhận, nhưng mà nhận mà không ánh sáng vào đây, đúng không? Đấy, thì lúc này chúng ta lại có thể là embed vào cái thằng mỏ đỏ bình thường đi, đó, relink to file. Ví dụ tôi chọn cái thằng mỏ đỏ đi, đâu nhỉ? Nó sẽ nằm ở setup. Đây, ví dụ tôi muốn khắc phục thì cũng có quyền khắc phục ngay, đúng không? Thế thì đấy là vài cái điểm mà rất là đặc biệt của đối tượng dạng Smart Object. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một vài cái như thế này. Smart Object biến đổi thành layer ảnh thì đây, các bạn sẽ có cái phần rasterize đó. Đấy. Đây, convert to Smart Object thực sự thì nó sẽ là gì đấy, giống như là cái lệnh mà chúng ta vẫn dùng vào đấy. Đấy, và nó cũng cho phép chúng ta export nhanh cái layer này ra thành một cái gì đó. Thì về cơ bản thì đấy là những thứ mà chúng ta cần nắm được khi mà chúng ta làm việc với lại dạng Smart Object. Đấy, thì
đấy là cái định dạng cuối cùng mà chúng ta giới thiệu, nó nằm ở trong cái cửa sổ layer. Như vậy là chúng ta đã biết được điểm ảnh, chúng ta đã biết được text, chúng ta đã biết được sharp layer, và bây giờ có thêm một thứ nữa nó gọi là smart object. Đấy là những thứ mà có quyền xuất hiện ở trong cái cửa sổ layer. Và khi nó đã ở trong cửa sổ layer thì các bạn cũng có quyền gán gì đấy, layer style, rồi thì bất cứ cái gì mà gán đính kèm được vân vân, thì đối với thằng này cũng dưa dứa, tức là nó cũng có quyền gì đấy, ví dụ như là gán layer style, đó, bevel emboss làm nổi lên, đó, ví dụ như là gán pattern, đó, ví dụ gán màu chuyển, đó, gán bóng đổ vân vân, và tất cả mọi thứ thì nó cũng lại giống như layer style là đính kèm đấy, không thích thì lại tắt. Layer điểm ảnh thế nào thì nó hoạt động y chí như thế, chỉ có điều là nó không trực tiếp cho phép chúng ta cầm bút cầm tẩy làm trực tiếp với cái này thôi, còn mọi thứ đính kèm thì thằng này chấp nhận hết, kể cả transform, kể cả các thứ giống như là layer điểm ảnh đấy, kể cả tắt bật, giấu đi, hiển thị, thì tất cả mọi thứ về cơ bản nó gần gần giống đấy, chỉ có điều là nó có hai cái, những dạng đặc biệt thì không làm việc với vùng chọn đó, không thể tô màu một cách thông thường được. Thằng sharp layer thì chúng ta vẫn còn cái mẹo là tô bằng phím tắt là undelete hoặc là control delete để tô ngầm cái màu tiền cảnh hay hậu cảnh vào, nhưng thằng smart object này thì thua, chớ có làm được cái thao tác tô màu đấy, trừ phi là chúng ta gì đây, làm đúng cách, đúng quy trình đấy, còn khác quy trình thì đừng hỏng. Thì đấy là thêm một cái dạng thức tài liệu nữa mà các bạn cần phải nắm và biết được nó mạnh ở đâu, nó yếu ở đâu để dùng nó trong cái trường hợp mà chúng ta cần tốt nhất. Thế còn smart object này thì ngoài cái chuyện bảo toàn ra thì các bạn sẽ thấy rằng đất dùng của nó là gì. Khi nào mà tôi đưa một đối tượng vào trong một cái khung cảnh mới, vào trong một cái tài liệu mới mà tôi chưa biết là sắp vào vị trí nào, to bao nhiêu, nhỏ bao nhiêu, vị trí nào là hợp lý, thì tốt nhất là nên đưa nó vào thành dạng smart object để co kéo để tìm vị trí tối ưu cho nó. Tại vì sao? Nếu tôi làm việc với layer ảnh ấy, thì khi mà tôi còn chưa xác nhận được nó nên to bao nhiêu, bé bao nhiêu, nằm ở đâu, thì bao giờ mình nhắc lên nhắc xuống thì co duỗi rất là nhiều lần để tìm ra một cái vị trí hợp lý và cái kích thước phù hợp, đúng không? Và trong cái quá trình mà cứ co duỗi như thế thì nó sẽ suy giảm cái chất lượng, và đến lúc mà mình xác nhận được chỗ và kích thước thật của nó rồi thì có khi lúc ấy nó thành một đống bèo nhèo đấy. Thì cái thằng smart object này thì thoải mái vô tư, ông thích co bao nhiêu thì ông co, thích duỗi bao nhiêu thì ông duỗi, và tôi luôn luôn giữ được cái chất lượng cho ông. Thì đấy chính là cái thế mạnh của nó, khi mà tôi chưa xác nhận được kích thước và vị trí hợp lý cho một đối tượng thì bao giờ cũng nên đặt nó ở cái dạng thức là smart object để tìm cái kích thước và vị trí cho nó. Với cái kiểu thức như thế thì bạn muốn làm từ sáng đến đêm cũng được, co duỗi bao nhiêu lần cũng được. Đấy là cái thế mạnh tuyệt vời của cái smart object so với các dạng thức khác.